Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay bên mình có đây một chiếc MG5 bản sedan nha các bạn. Thì xe này ra mắt thị trường cũng mới gần đây thôi, khá là hot. Thì có rất là nhiều khách hàng đã hỏi mình là có giải pháp nào để cải thiện công suất chiếc xe này không. Thì hôm nay sau khi mình khảo sát cái ECU xe này thì mình có cái giải pháp là có thể remap được ECU để cải thiện công suất chiếc xe này ha. Thì trước khi làm mình sẽ chạy dyno để đo công suất của xe zin tại bánh. Xe này có lên mâm lốp rồi, có lên hệ thống ống xả rồi ha. Mình đưa các cái dữ kiện về phần cứng của xe để mình dễ đánh giá khách quan cái công suất của xe tại bánh. Rồi bây giờ mình sẽ chạy dyno để đo margin, sau đó mình sẽ đọc map ra, tinh chỉnh nạp lại và ECU, chạy test lại nha. Rồi, xe mình đã đọc map zin ra, tinh chỉnh rồi, nạp vào lại ECU rồi. Giờ mình sẽ tiến hành chạy dyno để test lại. Rồi, xin chào cả nhà. Ở đây là cái kết quả tuôn của chiếc MG5 ngày hôm nay ha. Zin 65 mã tại bánh. Sau khi remap thì lên được 75.5, tăng khoảng hơn 10 mã một chút. Và moment xoắn zin là 88. Sau khi tuôn lên được 106 thì tăng khoảng 18 Nm tại bánh ha. Đây, tọt vào sớm và cấp xa với zin thì chạy sẽ bốc hơn rất là nhiều nha các bạn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của Paseo Tuning. Nhớ like và subscribe channel cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.